Lisa xin chào, ngày của nàng tặng ưu đãi vàng nha. Hàng loạt tất cả những cái chương trình chăm sóc da tại nhà Manisa đang có cái dịch vụ chương trình ưu đãi giảm mạnh đến tận 30% luôn. Dịch vụ chăm sóc da sắc tố chỉ còn với giá là 840.000 đồng. Dịch vụ chăm sóc làn da hỗn hợp ưu đãi chỉ còn 560.000 đồng thôi nha. Dịch vụ chăm sóc làn da bị sần sùi ưu đãi chỉ còn 560.000 đồng. Và cuối cùng là cái dịch vụ chăm sóc một làn da bị mụn nhờn lỗ chân lông to giảm cũng chỉ còn 560.000 đồng thôi nha. Với sự đầu tư của trang thiết bị tiên tiến hiện đại kết hợp với tay nghề chuyên môn của nhân viên cao thì đã mang lại một cái chất lượng dịch vụ cao cấp cho tất cả quý khách hàng và đã thay đổi được làn da cho rất là nhiều chị em trên mọi miền Tổ quốc để có được một làn da trắng sáng mịn màng và không tì vết nha. Chính vì vậy mà các chị ơi, những ai còn đang tự ti về làn da bị nám tàn nhang này, đốm nâu, đồ môi bị sẹo rỗ và lỗ chân lông to thì các chị hãy nhanh chóng đến ngay với các cơ sở thẩm mỹ viện Manisa gần nhất nha để được làm đẹp thả ga và không lo về giá nhé. Đặc biệt là trong thời gian diễn ra chương trình ưu đãi khuyến mãi, 50 khách hàng đến làm dịch vụ sớm nhất mỗi ngày tại các chi nhánh sẽ có cơ hội bốc thăm trúng thưởng và phần quà sẽ là M31 nha, tinh chất xịt khoáng Dr. Magic trị giá 550.000 đồng. Thời gian bắt đầu chương trình khuyến mãi sẽ diễn ra từ ngày 8 tháng 3 cho đến ngày 14 tháng 3 năm 2023 nha. Và quý khách hàng có thể đặt mua dịch vụ hoặc là sản phẩm qua hình thức là online. Hóa đơn, dịch vụ và sản phẩm sẽ được gửi về tận nhà và được miễn tiền ship nha. Các chị có thể liên hệ qua hai con số hotline 0932699299, một con số nữa là 0287106999 để được tư vấn nhé.